Với hơn 8 năm tham gia vào thị trường dược phẩm, công ty An Khang Pharco đã nghiên cứu và hợp tác với các nhà máy đạt chuẩn GMP cho ra đời gần 40 sản phẩm. Với tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu, giá thành đi đôi với chất lượng, sản phẩm của công ty An Khang Pharco đã trải dài khắp bản đồ Việt Nam từ Bắc tới Nam. Hợp tác với hơn 2.000 nhà thuốc, quầy thuốc hàng điểm độc quyền. Với phương châm hợp tác để phát triển, hợp tác để thành công, công ty An Khang Pharco đặt quyền lợi của khách hàng tiêu dùng, khách hàng nhà thuốc lên trước quyền lợi của mình. An Khang Pharco với 11 dòng sản phẩm chuyên biệt. 1. Nhóm sản phẩm dành cho trẻ em gồm các sản phẩm siro yến xào, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ an thần, giúp ngủ ngon và sâu giấc. Thymodulin An Khang giúp bổ sung lysine, thymodulin, kẽm và các vitamin cho cơ thể, bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, giúp ăn ngon, tăng cường đề kháng. Siro Judokit giúp bổ phế, giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do ho kéo dài, hỗ trợ trẻ giảm các triệu chứng, hắt hơi sổ mũi, chảy nước mũi do cảm lạnh. Aquamin Nano MK7 có thành phần chính là canxi, aquamin giúp bổ sung canxi và một số vitamin cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ sự phát triển xương răng cho trẻ nhỏ, hỗ trợ giảm loãng xương ở người già, giảm thiếu hụt canxi ở phụ nữ mang thai và cho con bú. Nước tắm thảo dược An Khang Baby Clean giúp cơ thể vệ sinh sạch sẽ, tránh khỏi bụi bẩn, các tác nhân từ bên ngoài môi trường. Mật ong chanh đào, thanh nhiệt trừ ho, viêm họng, lợi tiểu, kháng viêm tiêu độc. Dung dịch thảo dược An Khang Skin làm dịu vùng da bị muỗi đốt, mẩn ngứa nhanh chóng, ngăn ngừa sự hình thành mụn, ngăn ngừa vi khuẩn trên da khi sử dụng, cho làn da mịn màng sáng hồng hơn. 2. Nhóm sản phẩm dành cho phụ nữ mang bầu. Mama Kids Go bổ sung các vitamin và các chất thiết yếu trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Canxi Nano An Khang giúp bổ sung hỗ trợ canxi và vitamin cho cơ thể, giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương, loãng xương. 3. Nhóm sản phẩm tốt cho chị em phụ nữ. Beauty Lady Collagen nhau thai cừu, điều trị nám, tàn nhang, cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Gel vệ sinh Valena, chăm sóc vùng kín là điều mà tất cả các chị em phụ nữ quan tâm, đặc biệt là với những người đã có gia đình, môi trường vùng kín thông thường dễ bị xâm nhập bởi vi khuẩn, virus. Sản phẩm gel vệ sinh Valena giúp bảo vệ tốt nhất cho chị em và đem lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. 4. Sản phẩm dành cho nam giới. Bảo Vương An Khang được sản xuất từ các dược liệu quý như bá bệnh, dâm dương hót, bạch tật lê, giúp bổ thận tráng dương, mạnh gân cốt, giúp tăng cường sinh lực và chức năng sinh lý nam giới. 5. Bộ sản phẩm tốt cho não. Ceremark Q10 An Khang Go, Tiền Đình An Khang, Tuần Hoàn Não An Khang Extra, hỗ trợ hoạt huyết, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ do thiểu năng tuần hoàn não, người bị hội chứng tiền đình, hỗ trợ giảm các triệu chứng sau tai biến mạch máu não do nghẽn tắc mạch. 6. Nhóm sản phẩm tốt cho gan. Thanh nhiệt giải độc An Khang, Artiso biển súc An Khang, bổ gan An Khang Plus, giúp thanh lọc giải độc gan, men gan cao, người uống nhiều bia rượu, nóng gan. 7. Nhóm tim mạch sáng mắt. Omega 369 giúp bổ sung các chất chống oxy hóa, hỗ trợ làm giảm cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch và cải thiện sức khỏe tim mạch. 8. Nhóm xương khớp. Glucosamin viên xương khớp, hỗ trợ bổ sung hoạt dịch bôi trơn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, hỗ trợ mạnh gân cốt, giúp giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ làm giảm thoái hóa khớp. 9. Nhóm ăn ngủ ngon. Ăn ngon ngủ ngon An Khang hai loại, vỉ và hộp, nhờ có linh chi, nhung hươu, kết hợp đông trùng hạ thảo, giúp bổ sung axit amin, vitamin, bồi bổ cơ thể, giúp ăn ngon ngủ ngon và tăng cường đề kháng. 10. Nhóm vitamin và khoáng chất. Sủi Bobo Cargo dành cho người bị nóng trong, mát gan, người vừa ốm dậy. Sủi Plus tăng lực dành cho người hoạt động mạnh, vận động viên thể dục, cần bổ sung khoáng chất. Sủi Plus Max An Khang cung cấp vitamin C và khoáng chất. 11. Nhóm trị sẹo. Kem mờ sẹo Dr. Matrix Extra giúp làm mờ sẹo, làm xám vùng da bị sẹo. Sau nhiều năm hoạt động, công ty An Khang Pharco đã không ngừng lớn mạnh,
trở thành thương hiệu được tín nhiệm và được ưa chuộng trong ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Công ty đã không ngừng phối hợp với các nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc với chính sách bán điểm và nhiều phúc lợi ưu đãi nhằm tạo nên thương hiệu độc quyền và là thế mạnh của An Khang Pharco. Công ty luôn cam kết đặt chất lượng lên hàng đầu, đặt quyền lợi của khách hàng lên trước quyền lợi của công ty. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0988 328 388 hoặc gặp trực tiếp theo địa chỉ Văn phòng phía Bắc, số 211 đường Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình. Văn phòng phía Nam, số 380 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.